bài văn hài hước tả người thân mà cứ như bóc phốt. Bài 1. Tả chị gái. Chị của em tên là Gia Hân. Năm nay chị học lớp 11. Chị học rất giỏi. Bằng khen của chị treo kín nhà. Mắt chị đen láy, mồm rộng, da trắng. Chị là con gái nhưng rất vụng về, động đâu học đó. Bố mẹ nhiều khi bất lực. Chị cũng nói nhiều, nẻo mép. Bố mẹ em toàn nói con đó được cái mồm miệng chân tay. Chị hay quát em, nhưng em vẫn yêu chị lắm. Bài 2. Tả anh trai. Anh trai em tên là Hùng. Anh đẹp trai phong độ, con gái rất mê mệt. Anh Hùng hay điện thoại cho bạn gái. Một hôm, bạn gái nói với anh ấy rằng em với anh chỉ là bạn. Sau ngày hôm đó, anh ấy không ra khỏi phòng và lúc nào cũng nói tao chán đời lắm. Mẹ em bảo anh ấy bị điên.